Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Hôm nay là thứ Hai, ngày 2 tháng 7 năm 2012. Xuân Phương cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, các ứng cử viên Libya vận động bầu cử, tin từ Tripoli. Sau gần một năm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi, chính phủ lâm thời Libya đang chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội gồm 200 dân biểu để lo soạn thảo bản hiến pháp mới. Những nhà in tại Tripoli đang được hưởng lợi, bận rộn in các bích chương, truyền đơn, chương trình tranh cử của các ứng cử viên suốt ngày đêm. Khác với Ai Cập và Tunisia thường tổ chức những cuộc bầu cử giả dối, những người đã từng cầm quyền hay cựu dân biểu thường nhận trên 90% số phiếu. Người dân Libya chỉ đi bầu cử được một lần duy nhất trong năm 1964, khi quốc vương Idris cai trị quốc gia. Quốc vương đã bị ông Gaddafi đảo chính vào năm 1969. Trong thời gian ông Gaddafi cai trị 42 năm, các đảng chính trị bị cấm hoạt động và hầu như không còn tồn tại. Trong lúc các ứng cử viên treo hình, lò vận động, thì dân chúng nói rằng họ khó biết rõ ứng cử viên là những người như thế nào. Ngày 7 tháng 7 là ngày đa số người dân Libya đi bầu cử lần đầu tiên trong cuộc đời của họ. Libya hiện giờ vẫn do Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp nắm quyền. Khoảng 2.7 triệu người, tức 80% dân số, có đủ điều kiện bầu cử trong nước đã ghi tên đi bầu. Đang có 2.500 ứng cử viên đang ra tranh cử và khoảng 1.200 ứng cử viên ra tranh cử dưới lá cờ của đảng chính trị. Trên 800 người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Hà Tây. Trong 2 ngày qua, đã có khoảng 800 người dân Syria chạy qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn chiến tranh. Theo cơ quan thảm họa và khẩn cấp, ngày hôm qua và hôm nay đã có 805 người dân Syria xin tạm trú, nâng con số người dân Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lên đến 35.000 người. Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập 10 trại tị nạn cho những người Syria chạy trốn chiến tranh và sự đàn áp của chế độ Bashar al-Assad. Làn sóng tị nạn mới đang đổ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc căng thẳng giữa hai quốc gia đang gia tăng. Ngày thứ Bảy vừa qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho cất cánh 6 chiếc máy bay F-16 trong 3 lần khác nhau để chuẩn bị tấn công các trực thăng của Syria tới gần biên giới. Những ngày vừa qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bố trí nhiều hỏa tiễn địa đối không và quân đội dọc theo đường biên giới với Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan đã ra lệnh cho quân đội coi những đơn vị quân đội và phi cơ của Syria tiến gần tới biên giới là mục tiêu quân sự, sau khi Syria đã bắn hạ một chiếc phi cơ thám thính của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 6. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm việc trở lại tại Syria nếu các bên chấm dứt bạo động, tin từ Damascus. Ngày hôm nay, một phát ngôn viên của Ủy ban Giám sát của Liên Hiệp Quốc tại Syria cho biết các quan sát viên đã sẵn sàng để tiếp tục công việc của mình tại Syria ngay sau khi các bên xung đột trong nước này đồng ý chấm dứt bạo lực. Phát ngôn viên bà Susan Gossett cho biết Liên Hiệp Quốc đã sẵn sàng làm việc với các bên và thực hiện kế hoạch 6 điểm của ông đặc sứ Kofi Annan. Bà Gossett đã nói với các nhà báo tại Damascus rằng ủy ban đã có mặt tại Syria và đã sẵn sàng để làm việc với các bên và hỗ trợ các bên thực hiện các bước cần thiết để thực hiện quá trình hòa bình. Nhưng các quan sát viên chỉ làm việc khi các bên cùng cam kết chấm dứt bạo lực và thực hiện kế hoạch 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan. Bà Gossett nói thêm rằng quyết định gia hạn nhiệm vụ của ủy ban sẽ được thảo luận bởi Hội đồng Bảo an trong vài tuần tới. Mặc dù đã đình chỉ các hoạt động, các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc vẫn tổ chức các chuyến viếng thăm nhân đạo đến các bệnh viện và các trường học để đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng Syria đối với người dân. Trưởng phái đoàn là tướng Robert Mood đã trở lại Damascus vào sáng ngày hôm nay sau khi tham dự một hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva. Các cường quốc thế giới đã đồng ý vào hôm thứ Bảy là một chính phủ quốc gia đoàn kết cần phải được thiết lập tại Syria để giải quyết cuộc xung đột giữa Tổng thống Bashar al-Assad và các lực lượng đối lập đang muốn lật đổ ông ta. Sau các cuộc đàm phán tại Geneva, đặc phái viên hòa bình Kofi Annan cho biết rằng chính phủ phải bao gồm các thành viên của chính quyền al-Assad và phe đối lập. Nhưng ông Annan đã không nói rõ về vai trò, nếu như có, được dự kiến cho ông al-Assad.
các cuộc đàm phán tại Geneva được coi là một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn tình trạng đổ máu ngày càng xấu đi tại Syria, nhưng đã gặp phải trở ngại lớn nhất là Nga, đồng minh mạnh nhất của ông Al-Assad, đã phản đối sự yêu cầu của các nước Tây Phương và Ả Rập rằng nhà lãnh đạo độc tài Syria phải từ bỏ quyền hành. Do Thái chuẩn bị quốc tán cho cố thủ tướng Shamir, tin từ Jerusalem, các chính trị gia và công dân Do Thái đang thương thuyết cựu thủ tướng Yitzhak Shamir trong lúc linh cữu của ông ta được đặt tại trụ sở quốc hội để chuẩn bị cho lễ quốc tán. Ông Yitzhak Shamir là một chính trị gia diều hâu, cách đây hai thập niên đã phản đối đề nghị trả đất để đem lại hòa bình cho Trung Đông do Hoa Kỳ đề nghị. Ông ta là vị thủ tướng thứ nhì của Do Thái, giữ chức vị lâu dài nhất sau ông Ben Gurion. Sinh ra tại Ba Lan, ông Shamir đã sang Palestine thuộc Anh Quốc trước khi có thảm trạng Holocaust. Ông ta đã tham gia vào tổ chức bí mật Irgun tấn công các mục tiêu Ả Rập. Sau đó, ông đã trở thành người lãnh đạo của một tổ chức bí mật khác có tên là Lehi, tức Stergan. Ông ta bị bắt và bị Anh Quốc đẩy sang Eritrea trong năm 1946, bỏ lỡ cơ hội tranh đấu trong giai đoạn thành lập quốc gia Do Thái. Cơ quan gián điệp Mossad là nơi bắt đầu sự nghiệp chính trị của ông Shamir sau khi trở về nước. Gia nhập vào Mossad năm 1955, ông Shamir lần lượt lên chức trong thời gian truy lùng tội phạm Đức Quốc xã còn đang tại đào. Trong năm 1980, ông ta được chỉ định làm bộ trưởng ngoại giao của đảng Likud. Bị thiệt hại trong cuộc xâm lăng Lebanon trong năm 1982, Thủ tướng Begin đã từ chức, ông Shamir được đưa lên thay thế. Ông ta được coi là người quán quân trong việc mở rộng định cư trong các vùng đất Palestine bị chiếm đóng và đưa ra hàng chục ngàn người dân Do Thái ở Nga và Ethiopia về nước để gia tăng con số người Do Thái tại các vùng đất Palestine. Ông Yitzhak Shamir đã từ trần vào ngày thứ Bảy sau một thời gian bị bệnh, hưởng thọ 96 tuổi. Ngay sau khi quan tài được đưa tới trụ sở quốc hội, Chủ tịch Hervin Hiflin đã nói rằng tinh thần kiên định của ông Shamir đã được tăng cường liên tục trong cuộc đấu tranh cho tình yêu đất nước, tình yêu vợ, tình yêu gia đình và các thế hệ kế tiếp. Tình yêu là nguyên tắc của ông Shamir và ông Shamir chỉ thỏa hiệp vì tình yêu. Ông Shamir từng chứng tỏ cam kết với hòa bình, nói rằng hòa bình là phần thưởng của chiến tranh và Do Thái không bao giờ vội vã tìm hòa bình. Qua quyển hồi ký Summing Up, ông viết rằng những quốc gia lớn không bao giờ để sai lầm, cho dù là một sai lầm nhỏ. Khi Thủ tướng Menachem Begin ký hiệp ước hòa bình với Ai Cập trong năm 1979 và trong lúc Thủ tướng Begin hứa hẹn ở Cairo là Do Thái sẽ để cho Palestine độc lập, thì ông Shamir tuyên bố Tây Ngạn là vùng đất Judea và Samaria của Do Thái là vùng đất bất khả trao lại cho bất cứ ai. Sau khi Thủ tướng Begin từ chức, ông Shamir thành lập liên minh với đảng lao động của ông Shimon Peres và hai nhà lãnh đạo này đã luân phiên nhau giữ chức Thủ tướng Do Thái. Phản ứng tại Ý sau trận chung kết Euro 2012, tin từ Home. Hôm nay cũng là một ngày nóng bức tại thành phố Home. Những người đi làm việc đã nói lên sự bất mãn của họ trước việc Tây Ban Nha đã chiến thắng đội banh quốc gia của Ý 4-0. Trang đầu của các tờ báo đăng hình ảnh rơi lệ của các cầu thủ Ý. Tờ báo Il Nero với tựa đề lớn nói rằng Thủ tướng Monti đã đem đến bất hạnh cho nước Ý và cho đội banh quốc gia của nước này. Tờ Internazionale nói vĩnh biệt giấc mơ châu Âu. Không một tờ báo nào nói tới điều gì tích cực về nỗ lực của các cầu thủ Ý. Thương gia Tommaso Papero nói huấn luyện viên đã hết lòng muốn chiến thắng nhưng đã đánh giá thấp đội banh Tây Ban Nha. Các cầu thủ Ý ra sân trông mệt mỏi hơn nhiều so với các cầu thủ Tây Ban Nha. Mặc dù thất vọng, nhiều người cũng đã nói lên khía cạnh có thể tự hào. Ông Gianpiero Latini nói đội banh Ý đã nằm giữa đội banh Đức và Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Cesar Pantelli nói mặc dù bị thua đậm trong ngày hôm qua, ông ta sẽ tiếp tục làm việc cho đội Azzurri. Trước trận chung kết, ông Pantelli tuyên bố ông ta sẽ xem xét lại tương lai sau trận đấu nếu vấn đề đội banh quốc gia đã thiếu sự quan tâm chăm sóc của chính phủ. Vào chiều ngày hôm nay, đội banh Ý sẽ gặp Tổng thống Giorgio Napolitano.
ông Peña Nieto đắc cử Tổng thống Mỹ Tây Cơ, tên từ Mexico City. Những người ủng hộ cho đảng định chế cách mạng, tức PRI, đã tập trung ăn mừng sau khi ông Enrique Peña Nieto rõ ràng chiến thắng cuộc bầu cử trong ngày hôm qua. Ông Nieto nhận được 38% số phiếu, hơn ứng cử viên về nhì 6% số phiếu. Đảng PRI sẽ quay lại nắm chính quyền sau 12 năm ở thế đối lập. Bị tố cáo tham nhũng, tổ chức bầu cử gian lận trong 71 năm cầm quyền, đảng PRI đã mất ghế tổng thống trong năm 2000. Nhưng nền kinh tế suy thoái cộng với tình trạng mất an ninh trong nước đã làm cho đảng bảo thủ hành động quốc gia, tức PAN, đã bị giảm sự ủng hộ trong nước. Ông Nieto nói trước đám đông rằng đây là giờ phút vĩ đại, dân chúng Mỹ Tây Cơ đã trao cho ông trách nhiệm và mệnh lệnh. Trong 3 tháng qua, các ứng cử viên đã lên tiếng mỗi ngày, nhưng ngày 1 tháng 7 là ngày dân chúng Mỹ Tây Cơ đã lên tiếng và rõ ràng họ đã chọn hướng thay đổi. Ông ta chân thành cảm ơn mọi người dân trong nước. Chiến tranh chống ma túy từ năm 2006 đã làm 55.000 người chết. Ông Nieto hứa hẹn sẽ tiếp tục chống lại các băng đảng ma túy trong nước, nhưng với chiến lược mới. Những ứng cử viên đối thủ đã tố cáo đảng PRI mua phiếu và báo chí trong nước đã thiên vị. Nhưng ứng cử viên Peña Nieto kêu gọi các ứng cử viên hãy dẹp bỏ sự khác biệt, căng thẳng trong thời gian vận động qua một bên để đoàn kết Mỹ Tây Cơ. Ông Nieto đã đưa đảng PRI quay lại cầm quyền, hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế, cắt giảm tội phạm trong nước, mở cửa công ty dầu độc quyền Pemex cho các nhà đầu tư ngoại quốc, tăng thuế lợi tức và tự do hóa thị trường lao động. Và trong lúc đảng PRI ăn mừng chiến thắng, ứng cử viên thiên tả Andrés Manuel López Obrador chưa chịu chấp nhận thất bại, đã nói rằng ông ta phải chờ đợi chờ tới khi lá phiếu cuối cùng được đếm. Tổng thống Felipe Calderón sắp ra đi và đảng bảo thủ hành động quốc gia đã lên tiếng chúc mừng ông Enrique Peña Nieto và hứa hẹn sẽ cộng tác với từng tổng thống trong thời gian chuyển tiếp. Vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình, sau một vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin. Ai chào!